Tết cho có một cái âm ly của Đức nha anh em, leo bút này do gỗ. Con này là bán rẻ cho anh em rồi nha, bán anh em 1,5 triệu thôi. Mà con này biết sao nó chạy 4 sò nhôm nha anh em. Sò nhôm nó nhỏ 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 nha này, như ngón tay mà nhìn này. Này nghe hay lắm luôn á nha, này đang nghe kẹp lò xi men trên á, lò cổ luôn á. Con này là gì? Bi bao gì đây này, leo bút bi bao. Anh em cần lên Google sợ nha. Lo 4 ohm, phono đầy đủ. Sản xuất tại Đức luôn này nha. Nè anh em thấy mấy con sò nữa trong không? Thấy 4 con không? 1, 2, 3, 4, 4 con nha. Cỡ như ngón tay mình này nè. Tiếng hay nha anh em. Bát tép này. Hay nha, không phải đâu. Anh em cầm một cái âm ly nhỏ mà để chơi lo toàn dài á, mà chạy sò nhôm đó nha. Tiếp này, bát cũng được mà, bát hết cỡ luôn này, tại cái lò nó lò tranh mà mình đâu có nghe bát nhiều đâu, sạch chưa, tiếng sạch sẽ, đủ nha, hai lò này. Đài thì chắc anh không hát rồi anh em ạ. Đài thì anh em vừa coi lại nha, anten cũng không có mà. Anten cũng không có nè, anh em phải cắm cái anten vô đây, một coi cho. Với lại nó mất cái nấm xây đài rồi này. Mất nấm xây đài rồi, nói chung là con này là mình hát live in thôi. Một coi cho, tắt này. Tắp bi bấm vô hai cái nha. Tắp bi bơ này là nhấn hai cái nút luôn. Tắp bi A nhấn một cái thôi. Đó, nói chung là làm ly được. Rồi, 1,5 triệu nha anh em. Đó. Cần một cái em ly nhỏ nhỏ mà chạy sò nhôm gì đây nè, bu đúp. Để chơi lo toàn giấy. Ok nha.